Tiền này thì là hai chị tí gửi cho em thì em sử dụng cái gì thì cho nó hợp lý nhá. Vâng ạ. Đây, 5 1 200 này. 400 này. 600 này. 800 này. Đấy, 1 triệu này. Cháu được xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục đi xuống nhà của em Quân của bác ạ. Hôm nay cháu Lực xuống thì cũng có đem theo một cái phần quà là của hai chị là Nguyệt Thúy gửi tới cho em Quân của bác ạ. Thì có lẽ là cái quãng đường này thì rất là quen thuộc với lại các cô chú ở trên kênh rồi. Mỗi lần mà cháu Lực đi xuống thì cháu Lực đều có ghi hình xuống. Có những lần thì là cháu Lực ghi hình, còn có những lần thì cháu Lực không có được ghi hình các bác ạ. Có vẻ như là dê của Quân thì hiện tại là đang đem lên trên này thả rồi các bác ạ. Trên đây thì có vẻ như là hết thả lên từ sáng rồi. Những thả dưới những cái gốc cây này thì nó còn nó mát hơn một chút. Con này thì không lấy buộc à? À, nhìn thấy từ xa thì có vẻ như là thấy Quân đang ở đây thôi các bác ạ. Ôi, anh chào Quân nhá. Quân là lên đây làm gì đấy? Em lên đây xem dê. Xem dê à? Chú Quân xin chào quý ông bà của chú chị ạ. Lên đây xem dê là cầm cả dao lên à? Hôm lúc đấy em lên thì không biết ai chặt ống nước của em nữa. Xong rồi em lên đây xem con dê trước xong mới đi xem ống nước. Không biết ai chặt á? Vâng. Wow. Quân thì vừa bảo là có kẻ xấu nào chặt ống nước ấy. Thế chặt là như ống này à hay chặt tận đâu ấy? Ống dưới à? Ôi con dê lên ăn ngô người ta rồi. Có phải không? Ở đấy có ngô không? À. Đây một con một cặp dê kia là một con đực với lại một con cái của bác ạ. Ui, con đực đấy có vẻ là ăn no sao ấy nhỉ, bụng căng đét rồi. Dê thì được lấy thả thì nó ăn nó đi ăn cỏ rất là nhanh của bác ạ, dê ấy. Cái con dê này hôm nọ thì là nó bị đi ngoài ra máu này của bác này đấy, nhưng mà sau vài ngày thì hiện tại thì nó cũng đã khỏi hẳn rồi. Con này lấy buộc ở bên kia đi, anh thấy bên kia nó còn nhiều hơn. Ở đây thì chắc là buộc từ sáng rồi đúng không? Đây, bà cũng đổi chỗ rồi. À, thế là dê là bây giờ không được thả là cứ lấy dây buộc thế này à? Nhưng mà độ tầm bay mấy tiếng thì ra xem lại một lần. À, cái Quân bảo là 2-3 tiếng thì em mới ra xem một lần thôi các bác ạ. Buộc ở từ đâu ấy? Từ đấy à? Ồ. Nó không thấy con đực nó khôn cỏ à? Hai con dê nó là cùng một đàn cho nên là nó kiểu anh em các bác, nếu mà bây giờ mà lấy con dê cái gia tộc khác là con dê đực thì cứ kêu luôn. Ôi, chỗ này thì hình như vẻ là có ai chặt đây này. Đây này. Trước không ra bùng một lần rồi. Trước ra vào bùng một lần rồi à? Ôi dồi, đây này cô bác này. Quân nó bảo là cái chỗ này này cô bác này thì ôi rồi. Đúng là không biết là ai thật sự già. Rất là độc ác cô bác ạ, đây này. Chặt con chặt méo méo này. Cái ống này thì bị chặt nhiều chỗ không? Thì chặt cũng hôm trước cũng bị nhiều chỗ. Cũng bị là nhiều chỗ à? À. Có vẻ như là có kẻ nào mà ghen ăn tức ở của bác này, chặt ống nước, nhưng mà có biết là ai chặt không? Không ạ, chắc đây là buổi tối ra chặt thôi ạ. Buổi tối ra chặt à? Vâng. Cái ống nhựa này thì là hôm nọ là bác Chiêm mua cho Quân là để mà kéo nước đi tưới cây đấy các bác. Thế nhưng mà
có khi là người ta thấy là quân là bây giờ được các bác mạnh thường quân giúp đỡ nhiều, thành ra là hay kiếm những cái lý do, kiếm những cái cách để mà phá hoại quân đấy. Cái ống bên này thì không phải đâu à? Không ạ. Cái ống bên này thôi rồi nhỉ? Chỗ này thì không bị chặt đâu chứ? Thế bị chặt chỗ nào là nhiều nhất? Chỉ là mỗi đoạn trên này thôi. Mỗi đoạn trên này à? Ừ. Cái nhà quân thì ở trên này là có còn là một cái đồi rừng cây đấy các bác, còn là có chỗ để mà thả dê, chăn dê. Đấy, bây giờ thì cũng đã đến cái mùa mà cỏ nó có nhiều rồi, thành ra là cũng không phải về cỏ nó không phải khan hiếm ấy. Chặt đây á? À? Ôi chặt thành ống như này á? À? Thì đi nối à, để xem nào. Ôi đây à? Ôi dồi ôi, này anh xuống xem nào. Đấy. Thế là chặt thành đoạn như này á? Tại không biết là có kẻ nào có bác, có kẻ xấu nào mà cái ống nước của nhà quân là thật sự ra cái ống này thì chắc là cũng kéo từ rất là lâu rồi. Nhưng mà nếu mà để mà nó bị đứt hết thì nó không bị đứt như này đâu. Ở đây là có như kiểu là cái vết dao người ta chặt này cô bác này. Chặt nhọn quách này. Này, quân đấu ra đi. Vào không? Có. Dê trên kia thì có vẻ như là nó không nhìn thấy hai con kia nó kêu ấy. Thế là mỗi lần mà đi sửa nước này thì đi tầm bao lâu? Để cũng phải đi tầm 2-3 tiếng, phải chọc ở trong nữa. Chọc ở trong à? Ờ. Cái nguồn này là có phải nguồn nước sạch không, dây này? Không ạ, đây cũng lấy đi cho bò thôi. Đây, à lấy để cho sinh hoạt, giặt quần áo, mọi thứ rồi đúng không? Ờ. Ở trên này thì không có cái nguồn nước sạch nào các bác ạ. Và ở dưới nhà thì cái nguồn nước sạch thì là quân là đi dùng chung với lại người ta hàng xóm ấy. Có vẻ như ống nước của nhà quân là bị chặt rất là nhiều lần rồi à? Ừ. Thế là mình cũng không biết là ai chặt à? Không, buổi tối họ mới dám chặt. Thì buổi tối không thấy người. Ở đây thì có vẻ như là cháu được nhìn thấy là chỗ này là như kiểu là chặt bị thành ba khúc luôn rồi cô bác này. Ở bên kia là cái khúc màu trắng, ở bên này là màu đen, bên này lại màu trắng tiếp này. Tại bây giờ thì mỗi lần mà bị người ta chặt ấy thì quân cũng chỉ biết là âm thầm đi sửa lại thôi. Bây giờ mà đi nói thì cũng không có biết ai để mà nói được. Ở trên kia thì tí vẫn phải đi xem chứ. Trên này. Vâng. Cầm một đoạn ống đi thôi chứ, nhớ mà. Cầm cái đoạn ống đen đi. Cả hai à? Đâu rồi? Đây này. Để đi một đoạn là gặp như kiểu là bị người ta chặt đấy không bác. Chứ cũng bị chặt một lần rồi. Bị chặt một lần rồi. Đây là lần thứ hai. Ôi rồi đây này.
Đây đi đều, đây là như kiểu cái vết vết tích mà như kiểu là vừa mới chặt luôn cô bác này. Này thì chắc là bị tối hôm qua vừa mới chặt được chứ? Kiểu ống nhựa này thì mua từ bao nhiêu lâu rồi, con có biết không? Đây cũng lâu rồi, gần một năm rồi. Gần một năm rồi. Cái nguồn ở bên trên thì nó bị cạn kiệt mất rồi cô bác ạ. Cái nguồn ở này thì có vẻ như là nó thấp hơn. Này nếu mà cái đố đầu nguồn nó thì kéo ở tận đâu? Trên này thôi à? Có vẻ như là cái khe suối này thì cạn hết nước rồi. Cái mùa này thì bây giờ đang đến mùa mà hiếm nước rồi cô bác ạ, cho nên là đi vào những khe suối mà nhỏ thì cũng bị cạn hết luôn rồi. Xem là trên này là có bị ai cắt không. À, ở đây nguồn này ạ. Thế là chỗ này là chưa bị ai cắt rồi nhỉ? Rồi, thế đi. Kia còn, kia còn bị nữa. Ừ. Rồi, nhiều thế. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Đấy, như Quân chia sẻ thì cái nguồn nước của Quân ấy cô bác phải nói là bị rất là nhiều lần rồi, mà lần nào thì cũng bị người ta chặt thành khúc, xong là không biết là ống nhựa của Quân thì có người ta có trộm gì không? Ống nhựa thì có bị trộm không? Không ạ, họ chỉ chặt thế này thôi. Họ chỉ chặt thôi à? Không ạ. Thế là ống nhựa là người ta cũng không phải là trộm đi cô bác. Ở đây thì gọi là chỉ có xấu tính, gọi là chỉ có phá hoại thôi. Chỉ có phá, coi như gọi là có ghen ăn tức ở thôi. Thế nhưng mà cái nước này thì là em có phải là lấy về để, cũng về để... Lấy về giặt đồ với lại lấy cho nước, nước cho bò thôi. Đúng. Nó cắm lợn. Thế ở trên này thì có cái nguồn nước nào mà nó xa hơn không? Cái nguồn nước nào mà nó có thường xuyên đấy? Có, nhưng mà giờ họ không cho lấy. Giờ họ không cho lấy à? Ừ. Thế là mỗi lần mà đi xách nước nấu cơm là đi dùng lấy nước để nấu cơm là đi dùng xô để mà đi xách thôi. Vâng ạ. Nếu mà như Quân xem là trên này có cái nguồn nào ấy, xem là ra tít bên kia có nhà nào mà hàng xóm nào người ta mà cho lấy nước ấy. Vâng ạ. Thì bảo với anh. Vâng ạ. Để mà đi mua cái ống nhựa về mình để mình kéo về đến nhà. Vâng ạ. Anh cứ bảo với người ta là kéo bây giờ mà đầy cái tách nhỏ của nhà em ấy thì là mình lại ngắt đi. Vâng ạ. Bây giờ ở đây cũng không có nhà nhiều, bên kia thì có một nhà. Có một nhà. Vâng, chắc cũng cho kéo. Dưới lại trồng lúa nữa thì vừa đủ nước. Vừa đủ nước để cho lúa sống. À. Thế vừa rồi mà Quân lên thì là ông với bà thì có ở nhà không? Lúc đấy là có mấy ông ở em với lại bà đi lấy rau lợn. Em lại bà lấy rau lợn à? Vâng. À. Thế bà bây giờ bà có thì cũng ở nhà. Vâng.
còn bà đi lấy chưa về đó lúc em lên. Bà là cũng chưa về. Ờ. Thời tiết thì nắng nắng của bác ạ. À. Nhưng mà ông với lại bà thì cũng không có nghỉ ngơi một chút nào cả. Vẫn miệt mài mà đi lấy cỏ, đi lấy dơ lợn về. Hầu như là lần nào cháu Lực lên thì cũng đều bắt gặp là ông với lại bà là đi lấy cỏ với lại rau lợn là nhiều. Đến thời điểm hiện tại thì cũng được là thứ nhất thì bác thảo đố, và thứ hai thì là bác cô bé là mua lợn với lại dê cho, thì cũng có coi như là có những con vật nuôi để mà chăm sóc. Thôi bây giờ thì hai anh em mình đi nhỉ. Hai anh em mình đi sửa hết xong là còn là kịp đi về nhà nữa. Xem cái cây này là cây gì đây. Ui, cây này cây bị ngứa sao ấy? Sơn. Cái đoạn này thì vừa rồi mấy hai anh em mình xem để mà sửa đúng không? Đi tít bên kia là thôi. Đấy, những cái chỗ này thì bị người ta mà chặt thành khúc rồi. Ui dồi, cái đoạn này là đoạn mà vừa rồi em Quân là sửa nhiều nhất này cô bác này, bị chặt nhiều nhất này, thành 3 khúc luôn. Không biết là đi xuống cái kia thì có bị nhiều không Quân? Đây này cũng bị này, đây này. Hầu như là chỗ đoạn nào thì cũng thấy là người ta là chặt chéo hết cô bác. Không biết là sau cái lần này thì sẽ còn bao nhiêu lần mà bị người ta phá hoại như này nữa cô bác. Bây giờ một mình em thì nếu mà gặp cũng không dám nói nhiều. Lúc bố còn ở thì bố còn ở thì họ không dám chặt. Bây giờ bố mới về họ mới dám chặt. Đấy, thế là từ lúc mà ôi đây lại bị này. Đi độ tầm là 1m 2m thì lại bị rồi cô bác. Theo như Quân có chia sẻ thì lúc mà bố em ấy còn ấy thì là người ta còn gọi là nể nang, thế nhưng mà sau đến lúc mà bố của em ấy ra đi rồi thì không có ai, không có, người ta cũng không có nể nữa, tại vì là người ta nhìn vào thì người sẽ như kiểu cảm giác là khinh Quân ấy. Này, đi cứ đi được tầm 2m 2m là bị này. Chú Quân thì lại bị đến chỗ của cháu Lực này nữa này. Chỗ này là chắc là vừa rồi em vừa nối vào à? Chưa. Đây nhìn cái ống nhựa nào thì cũng bị người ta là chặt chéo đó cô bác. Đây thì đáng lẽ là vừa rồi là như thế này này cô bác này. Đấy. Nhưng mà bây giờ Quân thì cũng chỉ biết là dùng cái ống nhựa này để nối vào thôi. Ngồi đến cái đoạn này gần nhà đây này, đến đoạn gần nhà đây thì còn bị đây này cô bác này, chặt từ trong rừng cái rào đấy, cứ ui rồi đây là viết cái liềm hay là viết cái dao? Cái liềm. Đây là viết cái liềm à? Chắc là họ lấy cỏ vừa lên vượt chặt đấy. Nhưng mà cũng chỉ đến đoạn này thôi, ở dưới kia thì còn bị không? Dưới kia không ạ. Ở dưới kia thì anh ý là ở gần nhà quá rồi. Ở gần nhà quá chắc là người ta không dám chặt rồi. Chỉ tầm là đến đoạn này đi thôi. Đây, đoạn này thì ui. Cái này thì cái liềm thì thành ra là nó mới tạo thành cái vết như thế thôi. Như kiểu là cái răng cưa ấy cô bác.
Chỗ này là không bị nữa. Thế đến đây là chắc là gần nhà quá rồi, thành ra là người ta không có dám chặt nữa. Có thể là họ đi vào đường kia này, đi vào đường kia ra trên này này. Đấy, xong là có thể là vừa đi lấy cỏ nữa, xong là về tối ấy, thành ra là mới chặt đấy. Ừ, với lại ở đây gần nhà chú thì nhà chú đây cũng không có chó to gì, họ không sợ. Mới dám chặt ở đây luôn. Cái chỗ đường đi xuống nhà Quân này thì là rất là trơn. Chỗ này thì nếu mà liệu đào được xe máy xuống được, đi xuống được không Quân? Nhưng mà đào thì phải đào cua tận kia. Đấy, xong rồi mới xuống. Đấy, đường mới cày xuống rồi à? Nếu mà không đào thì lúc ông bà lên nhà chú chơi ấy, thì đu lên khó đường đấy. Đây. Ông nọ thì cũng làm cho Quân là cái phần chuồng chuột lợn này xong thì cũng khá là thoải mái rồi lợn đấy. Ba lợn này bây giờ nằm ánh ngoài ở đây luôn. Đây là còn không dùng cám gì nuôi đâu nhá nhở. Đây nhìn nhưng mà vẫn trong kiểu nó vẫn còn là rất là béo tốt cô bác ạ. Con lấy về trước thì đang thay lông. Đang thay lông à? Nhưng mà con lấy về trước này là con này là con lợn nái này. Con lợn này là chuyên ra để đẻ thôi. Đấy lợn giống thôi. Còn hai cái con lợn kia thì hình như là bị người ta thiến mất rồi. Còn hai con lợn đấy là nuôi gọi là nuôi để mà để bán thôi hai lợn đấy. Đấy nhưng mà sau khi mà suốt hai cái lứa đấy xong thì cũng đủ để nuôi một đàn rồi đấy. Đấy, có thể là đàn chuồng bên này là nuôi được 3 con, chuồng bên kia là nuôi được 3 con. Đấy, nhưng mà như vậy thì nó cũng là rất là thoải mái rồi ấy. Thế là sửa nước là đi xuống chỗ này đúng không? Ở đây này, chảy ra một tí này. Đây, bây giờ mới đến nhà này. Vấn đề bây giờ có còn bé cùng vấn đề à? Nhà Quân thì còn có gà chỗ này à? Thấy ông thì ở nhà thì phụ giúp em Quân là cho gà ăn này, xong là trông coi nhà mọi cái nữa. Phải đến chiều tối thì lại tiếp tục là đi vào để mà đi vào rừng để mà lấy cỏ đấy các bác. Thế đến chỗ nào cùng ơi? Thế là Quân là bây giờ còn một đàn gà đúng không? Có cái cây này vào thì nhà nó mát hơn một chút rồi nhỉ? Ở đây làm cái gì đấy? Đây là lấy buộc ạ. À. Lấy buộc á? Vâng, đây không có khóa thì lấy buộc kìa. Đi vài tiếng đồng hồ thì mới cùng và em Quân để mà đi sượt nước về tới nhà của bác ạ. Phải nói là khi mà cháu Lực đăng tải những thước phim lên thì có thể là những người xa người ta cũng nhìn thấy, nhưng mà có những người thì hàng xóm, ở đây cháu Lực không nói ai của bác, cháu Lực nói chung thôi, là hàng xóm người ta nhìn thấy Quân là có thứ này thứ nọ, có thể là này xin nhá. Đấy, Quân là đi lấy nước về để mà coi như là rửa chuồng lợn đấy. Đấy, rửa chuồng lợn thế là người ta không thích. Người ta không thích thì người ta mới ghen ăn tức ở thì mới đem lòng mà phá hoại như này. Để lấy ghế cho ông ngồi đây đi. Mỗi lần là đi xuống nhà Quân là ông là đi hái chè về cô bác này. Chè này thì là ông hái xung quanh ở nhà thôi. Có vẻ như là cái ấm này thì được khá là lâu rồi. Nay đi chỉ pía chè nè cũng. Hà thiết lại pía. Từ bật cùng nương thanh niên đấy nhỉ? Cái ấm này thì ông chia sẻ với cháu Lực rằng là được độ tầm là 50 năm rồi cô bác.
Đấy, có vẻ như là những cái món đồ thì được ông gìn giữ rất là cẩn thận. Từ phố hàng ma lấy thọ thì thẹn thì nó thắn cổ mi thọ hơi mất thứ trắng cáo luôn. Ồ, liệu hơi chứ nè. Ừ, à, thế là cái ấm này thì là trên kia là có một cái phố Hán, người Hán của bác ạ. Thành ra là thương ông thì cho ông luôn cái này chứ không phải là ông cũng bỏ tiền ra mua đâu. Quân là lấy cốc ra rót nước cho ông đi. Đây. Nước chè thì từ từ thôi đấy. Tráng qua một chút. Không chín á? Có nhìn nắm không? Quân nấu nơi. Na bé cũng. Đây là ông là. Đây là ông là chuẩn bị là đi xuống cái ruộng kia nhặt những cái cắt những cái cây cỏ mà nó nhỏ nhỏ đấy cô bác ạ. Cái thời điểm này thì chưa có cỏ là nhiều đâu, nó chỉ có nhô nhô ra một chút thôi. Thì Quân, nhà Quân thì cũng không có cỏ voi là bao nhiêu đấy. Sao Quân không đi xem ở chỗ nào có giống cái cỏ ấy, Quân đi xin về mà trồng. Em không, trước em trồng ra. Trước trồng ra? Không. À, thế là nó chưa lên thôi đúng không? Chưa lên đâu. Quân có mất thấm viên quay hao chỉ tôn. À. Ừ. Em phải chép thôi mà. Hoa phải đậm. Ừ. Hôm nọ thì là Quân đi xuống hộ hai ông cháu đấy, hộ à. Vác Pro đấy. Thì là được hai chị Nguyệt Thí là gửi tới cho Quân là 1 triệu. Đấy. Mà xin thì Quân về tờ xây bóng tà làn về tờ hốc bố tờ lê bóng gửi mà 1 triệu. Đấy. Cái này là của hai chị là Nguyệt Thí gửi cho nhá. Đấy là tiền này thì là hai chị Nguyệt Thí gửi cho em. Thì em sử dụng cái gì thì cho nó hợp lý nhá. Đây 200 này, 400 này, 600 này, 800 này, đấy 1 triệu này. Đấy, cái phần quà là của hai chị là Nguyệt Thúy là gửi cho em nhé. Con cảm ơn hai bà đã gửi tiền cho con. Con chúc bà và gia đình thật nhiều sức khỏe, luôn thành công trong cuộc sống ạ. Con cảm ơn bà rất nhiều ạ. Này, có lẽ là hai chị Nguyệt Thúy thì là anh là gọi bằng chị, thì em thì gọi bằng bác thôi. Đấy, vẫn chưa đến tuổi mà gọi bằng bà đâu. Nên phải nói là trong một thời gian qua thì hai chị Nguyệt Thí cũng gửi cho cháu Lực khá là nhiều tiền để mà đi giúp đỡ được những hoàn cảnh khác nữa các bác. Và hiện tại thì hai chị Nguyệt Thí muốn giúp cho hai ông cháu trước để cho hai ông cháu có một ngôi nhà đã, rồi thì mới chuyển sang giúp tới em Quân sau các bác ạ. Nhà của hai ông cháu thì một cái ngôi nhà mà cháu Đức cũng ghi hình rồi, thì các bác cũng đã xem được rằng là một cái ngôi nhà mà phải nói cực kỳ mà cần là sửa gấp của bác ạ. À, nhưng mà tuy nhiên thì cháu Đức cũng phải là thêm một thời gian nữa các bác, tại vì có rất là nhiều những ý kiến các bác ở trên kênh nói rằng là nên đi ra ngoài xem đất, thì cháu Đức sẽ đi ra xem đất. Thứ nhất là xem giá cả như thế nào, và thứ hai thì là xem có người ta có bán không. Đấy, thì mới mua được cô bác ạ. Chứ nếu mà người ta bán thì hô một cái giá mà rất là cao thì mình không thể là vào mà mua được. Đầu tiên này thì là em dùng để cất đi nhá. Cất đi đến lúc nào mà cần đến cái việc gì ấy thì lấy ra dùng. Đấy, coi như là hôm đấy là hai chị Ngọc Thí là trả tiền công cho em. Đấy, cũng như là thấy em sẵn sàng chịu khó đi giúp đỡ tới hai ông cháu. Đấy, mặc dù là cái quãng đường nó đi rất là nguy hiểm. Đấy, và lai những cái tấm pro đi, và thêm nữa là mình còn phải vác tôn vận chuyển 20 tấm pro. Đấy, rất là may là hôm đấy là cũng được là hàng xóm của ông ra giúp đỡ. Thì mình được mỗi người là 3 chuyến thôi. À, thế còn Quân thì cho anh hỏi, khi mà được các bác đưa tiền cho anh để mà trao cho Quân ấy, thì là Quân thường là dùng những cái số tiền đấy để mà làm gì? Mai là tiền này là mai là em lấy đi mua đạm ạ. Mai là lấy đi mua đạm ạ? À? Mua đạm ra vun ngô ở gần nhà. À, thế nếu mà như mà hôm nọ mà Quân không đi hộ anh ấy, thì là
không được hai bác cho ấy, thì là Quân có tiền để mà đi mua đạm không? Bà với ông cũng được một ít tiền lương cũng vừa đủ. Thế bà với ông là cũng được à? Vâng ạ. Thế là coi như là ông với bà là hiện tại là được đang được ở bên bên chính quyền người ta là phụ cơ chủ cơ chu cấp đúng không? Vâng ạ. Thế là mỗi tháng là được bao nhiêu tiền? 370. Mỗi tháng là được 370. Vâng ạ. Nhưng mà ông được nhiều hơn là bà được nhiều hơn? Được cũng bằng nhau thôi. Bằng nhau à? Vâng. Thế nhưng mà cái tiền đấy là phụ cấp, là phụ cấp về 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 cái vấn đề gì? Thì em không biết ạ, họ chỉ cho ông với bà. Cái cùng đây chiên đây để đúng chiên củ chỉ đó, chiên gần đây còn chiên củ chỉ. Thế là thế là thuộc dạng như kiểu là hộ gia đình nghèo nữa cô bác, và là thuộc gọi là người những người cao tuổi thì là được. Ở đây thì không phải là ai là được, ai là người cao tuổi thì cũng được cả cô bác ạ, mà nó cũng phải tùy theo xét theo những hoàn cảnh nữa thì mới được. Thế là mỗi tháng là ông với bà là cũng được là gọi là 600-700 hay hơn 700 thì cũng gọi là có tiền để mà đến cái mùa màng thì là đến mùa màng thì là mua phân, mua đạm này. Đấy, nhưng mà nếu mà mua một bao đạm xong thì cũng hết luôn rồi. Một bao đạm thì mua thì cũng rơi vào tầm độ là hơn 500 các bác ạ. Hơn 500 một bao đạm. Đấy, và nó cũng tùy thuộc vào đạm hay là kali. Thế như ruộng nhà Quân thì đã bỏ hết đạm chưa? Có đạm chưa? Em hôm trước bà đi bỏ một lần. Bỏ một lần à? Vâng. May mà cũng được anh mua dầu mỡ mì chính với lại nộp ngân hàng cho em, thì ông bà được lương thì cũng không được nộp, với lại không được mua mì chính, còn có tiền để mua đạm một ít. Cũng trong thời gian qua thì cũng được các bác là yêu quý em Quân, thì thứ nhất là giúp em Quân là giả cái phần khoản là ngân hàng, chứ không là sau này mà lớn lên rồi đủ 18 tuổi rồi thì chắc chắn là cái phần ngân hàng đấy người ta bên chính quyền bên ngân hàng thì người ta sẽ lại tiếp tục là cho em Quân để mà giả tiếp đấy. Nhưng mà nếu mà không có tiền để mà giả đấy, thì người ta sẽ về tịch thu cái phần tài sản của mình. Còn để mà cho ông bà giả thì chắc chắn là ông bà là giả không có được rồi đấy. Thành ra là Quân là còn là cái tương lai dài đấy các bác, thì người ta mới, nếu mà không giả được thì sẽ lấy cái phần ruộng đất. Còn nếu mà bố của Quân ấy thì là có con gái đấy. Đấy thì là người ta sẽ kiểu là con gái thì người ta sẽ không có, nói theo dạng như nào các bác nhỉ, dạng như là không phải là cái không có người mà gánh vác trong gia đình nữa các bác. Thành ra là người ta mới có thể là thu hồi ruộng đất thôi. Cũng nhiều điều thì cũng còn là rất là khó hiểu, cho Lực hiểu được chút nào thì cho Lực chỉ biết là chia sẻ như thế đấy luôn lên thôi các bác. Hôm nay thì xuống với Quân ấy, thì phải nói là rất là buồn các bác ạ, khi mà thấy Quân là đi sửa nước như vậy. Không biết là có người nào, không biết có kẻ nào mà luôn luôn tìm cách để mà coi như là dìm em xuống để cho không cho ngước đầu mà lên được. Vâng. Cái Quân thì ở trong làng này, khi mà em ở đây thì em có hay gọi như là có sai phạm với ai không? Em không. Không à? Vâng. Chỉ sợ rằng là em đi có thể là to tiếng với người ta đấy, nhưng mà xong là người ta để mà đánh em thì người ta không em đánh đấy. Hay là có thí dụ như không em đánh thì không có biết, nếu mà người ta uống một hai chén rượu chén chè vào thì đến lúc đấy thì người ta sẽ lại khác. Thế còn cũng chỉ biết là tìm cái cách mà đi hãm hại, gọi là người ta ở trong bóng tối còn mình ở trong sáng, thì người ta mình cũng không biết là người ta làm cái gì mình cả. Cho nên là làm cái gì thì cũng phải là cẩn thận và cân nhắc thêm một chút. Có lẽ là cái thước phim này thì cũng khá là dài thôi các bác ạ. Chắc là cháu Lực xin được chia sẻ đến đây thôi các bác. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và trong thời gian tới thì rất là mong hoàn cảnh của em Quân với lại ông, với lại bà, với lại bé Hiếu nữa sẽ được sự đón nhận của các bác, giúp cho em Quân để mà có thêm một cái ngôi nhà mơ ước của mình các bác nhé. Đấy, còn bây giờ thì cháu Lực cũng xin được nói lời hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác.
Cháu Quân chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ.